Bây giờ mình lấy 5 cây que này đó, mình sẽ kéo liên tục luôn, kéo liên tục luôn, rồi coi nó có cái máy này nó có chịu nổi không nha. Nè, 5 cây rồi. Hello anh em, hôm nay thứ bảy anh gọi mình đem con máy này ra, máy Kachi này ha. Cái này bữa mình mua 400 mấy á, 465.000. Thì mình ra mình test cho anh em xem chơi ha. Thì cái clip hôm bữa cũng test nhiều anh em nói là chưa thấy phê. Vậy hôm nay mình có mua được cái cây sắt này nè, sắt dày á, để mình test thử cho anh em coi chơi. Cũng test que 2 ly 6 rồi nha anh em. Mấy cái con này thì nói chung cũng thuộc dạng giá rẻ mà, hàng gia đình mà, mình không nên hành hạ nó quá mức. Giá này mà mình xài gia đình thì quá ok rồi. Với lại nhiều anh em mà nói tại sao mà vô cái thấy cái giá nó cao hơn á, tại vì mình mua hồi trước là mình mua cái này là nó có voucher giảm giá nha. Anh em mà như mình có chơi Lazada đó, mình lên trên đó mình coi mình tìm mấy cái voucher mình ép vô thì giá nó sẽ rẻ. Nói chung còn cái giá mặc định đó, hình như cũng có 500 mấy 600 hay gì à, cũng ok lắm. Thì trừ ra nhiều voucher, nó trừ phí ship, rồi nó trừ tiền ra thêm nữa, đủ thứ chân á. Vài trăm ngàn mà xài được con máy hàng mà nó hàng được là quá ngon rồi. Rồi đây, cá chi của mình nha. Đây nè. Xây camera qua đây cho nó dễ ha. Bữa nay mình xài cái cây cộng dây hàng 5m này của mình nha. Anh em mà gia đình á, xài như mình á thì cũng nên trang bị cái nón hàng ha. Cái này cũng rẻ lắm, như có 300 mấy à. Mình sẽ để link ở dưới phần mô tả đó. Anh em có nhu cầu thì mình mua về, xài ngon lắm, nón hàng điện tử, không có hại mắt. Nói chung cũng có mấy trăm ngàn à, bảo vệ cái con mắt của mình rất là ok luôn, kẹp mát vô anh em. Giữa mức ha. Ok, mình sẽ đốt cháy hết cây que này ha các bạn. Rồi. Đây là hết cây que 2 ly 6 cho anh em. Đây cho các bạn xem ha. Nè, nó tự nó bung đầu ra luôn nè anh em. Mình kéo cái này ra thử nha. Đó. Đầu ra hết luôn. Rồi. Đây. Anh em nhìn thấy không? Nè. Ra gì luôn á anh em ơi. Đó. Khá là ok, khá là hợp lý. Ngon nè, cái món hàng này nó rất là chắc luôn nha anh em. Không biết anh em nhìn thấy rõ không? Chất lượng luôn. Sáng bóng rất là ngấu đẹp. Ok ha. Rồi, bây giờ mình sẽ về cái này qua đi. Thêm một cây nữa mình để cao nhất, cao cỡ như đây đi ha, cỡ 80% công suất đi ha. Thank you.
Ok. Rồi cái này là hết một que nữa ha các bạn. Đó, cái này là mình để lửa cho tầm cỡ 80% của công suất thôi. Đó. Các bạn xem nè. Đó, cũng đường hàn cũng khá là tròn trịa ha. Đây. Đó. Giờ mình sẽ đập tỉ ha. Đó, tới đâu là nó bung tới đó luôn nha các bạn. Đây, chà lại cho nó nhìn cho nó hơi gọn ha. Rồi đây à, để mình quay cận lại cho các bạn xem ha. Đây cái đường hàn này là mình hàn cỡ 80% công suất á, chắc tầm cỡ điện với cỡ tầm 100. Đó, cái hàn nó như vậy nè. Thì mình không phải là thợ nha quý vị, mình chấm nhiều khi nó cũng nó xèo xèo à. Đó, còn cái phía trước này, cái này là mình chỉnh cỡ phân nửa nè. Công suất phân nửa nè. Đó. Cũng khá là ok anh em. Đổ nó đi coi làm sao. Nhiều anh em nói có bình luận cũng vui lắm, nói mấy máy ghẻ ghẻ này thì kéo tầm cỡ nửa que là đi bụi à. Để mình kéo thử sao ha, thêm que nữa đi. Đây hết thêm cây que thứ ba nha anh em. Đó, cũng vậy, đường hàn nó cũng vậy thôi. Rất là ngấu. Đây nè anh em xem nè. Nhìn cũng khá là phê luôn nha. Đó. Rất là ok luôn. Là que thứ ba nha anh em. Bây giờ mình thử mình làm que thứ tư đi. Đây. Que thứ tư ha. Đó, giờ mình chỉnh nó maximum luôn. Ok nè, sắc về nè. Đó, đây cái đường hàn đó là thấy không. Ok ha. Đó, que thứ tư nóng quá nè, các bạn coi mối hàn ha, nó lủng vô trong cây sắt luôn nha anh em. Nè, nó lủng vô trong cây V luôn. Cây V này nó dày lắm á. V này là V 5 ly hay gì á, vậy cui luôn nè. Đây cho anh em xem lại ha. Đó, đó món hàng cũng đẹp lắm á, đẹp lắm chứ không phải là giỡn đâu nha. Nó thì cũng với thằng quy queo của mình đó, nó cũng cỡ tầm 8-10 chứ không phải là thua nhiều đâu, mà giá thì nó chỉ có 1/3 giá tiền của con đó thôi. Thì cái dòng này á, mình nhìn mình thấy á, căn bản thì nó sẽ không có cái đồng hồ, nhưng mà mình quá trình mình xài có hai con máy mình thấy cái đồng hồ nó vô dụng. Như chỉnh thì mình thấy là bao nhiêu vậy đó, nhưng mà mình cầm đây mình coi mình đo nè, nó cũng tương tự vậy thôi. Mình đâu cần mà mình phải chính xác, tuyệt đối chính xác đâu, mình xài đồng hồ làm chi. Giống như kiểu như mình muốn chỉnh trăm thì mình để vậy nè, để gan trăm mà nhiều khi đồng hồ ở đây nó nhảy 100, 101, 102 gì đó thì cũng kệ nó, chứ mình đâu có chỉnh cho nó ngay đúng 100 chi đâu. Bây giờ đây nè, đúng 100 rồi quay qua 80, nó quay qua 60 hay gì đó, mình cứ chỉnh là ok à. Rồi cái nãy mình cũng tính nghỉ rồi mà quên nữa. Bây giờ mình lấy 5 cây que này đó, mình sẽ kéo liên tục luôn, kéo liên tục luôn, coi coi nó có cái máy này nó có chịu nổi không nha nè. 5 cây đó để chuẩn bị cái mũ hàng nha. Rồi ok, bật máy lên chỉnh cỡ tầm cỡ 80 đi là vừa rồi. Cặp mát vô nha anh em,
dây cho nó gọn gọn lại cái. Ok ha. Rồi. Đây, que thứ nhất nha. Ok, cái này que thứ nhất ha. Rồi, bắt đầu que thứ hai. Giờ cái kẹp mắt này đi qua chỗ khác xíu nha. Đấy, nó bị dướng rồi. Que thứ hai nha anh em. Ok ha, que thứ hai. Giờ tới que thứ ba. Rồi, que thứ tư nha anh em. Đó, này nó cũng nóng lắm á, tại vì không có cái không có cái nón hẹn của mình là tiêu luôn á. Rồi mình để cái sắt lại vậy cho nó dễ nhìn nha anh em. Que thứ tư nha, thứ tư liên tục luôn á. Ở đây mình còn thấy nóng rồi nói chi là. Đây que thứ năm, que cuối cùng nha. Đây, này hết chỗ rồi. Hàng chính giữa này luôn đi ha. Thank you.
ok. Đây, ok ha. Đó. Là 5 que liên tục luôn nha các bạn. Rồi, thôi giờ mình xin kết thúc video tại đây nha. Để cái máy điện thoại của mình á, để ngoài nắng quá là thiết bị đang bị quá nóng. Vừa kéo liên tục 5 que xong là mình phải bỏ chạy vô nha. Tại vì quá trời nóng rồi. Không phải là cái máy nó nóng nha, mà là cái điện thoại của mình nó nóng á, nó báo là quá nhiệt luôn. Bây giờ mình phải đem vô mát mới được. Nói chung thiệt sự là mình cảm thấy là cái máy này nó rất là ổn luôn, ok. Trong cái tầm giá mà 500 ngàn như vậy mà xài như vậy là quá sức tưởng tượng rồi. Hồi trước á, lúc mà mình chuẩn bị mình đặt hàng về đó, thì mình cũng suy nghĩ nếu cái máy gì mà rẻ quá trời, không biết về xài được không, không biết là có hàng được không luôn đó. Mà rồi mình cũng tìm hiểu thì thấy nó cũng ok. Rồi mình mấy người mà người ta mua trước đó, ta thấy người ta bình luận là cũng hàng ok, cái gì mình đặt về thử. Về thì mở ra quá ngon luôn, nói chung là cực kỳ ngon. Đó, trong tầm giá nha anh em. Chứ anh em đừng có so sánh với mấy máy mà vài triệu mà kêu mà mình hàng kéo mà 3 ly 2 liên tục rồi không có nha. Còn WeWell của mình đó là nó test vậy thôi, chứ mà kéo liên tục suốt ngày suốt đêm nữa nó cũng hư nữa. Nói chung là mấy cái dòng máy một bo này thì mình xài chủ yếu là gia đình thôi à. Em gia đình thì mua mấy con này nó vừa rẻ mà nó vừa ngon nữa. Chứ mấy hàng khác nó chênh lệch nhau, nó hơn giống như công sức rồi đó, với lại cách hoạt động rồi đó, 2 ly 6 liên tục thôi chứ nó đâu kéo được 3 ly 2 liên tục. 3 ly 2 chỉ chấm bon thôi. Con này nó vẫn đáp ứng ok. Thì mua cái này nó ngợi hơn, nó rẻ tiền hơn. Mình thì mình mua mình xài rồi mình thấy nó ok thì mình chia sẻ lên cho anh em thôi. Thì nói chung là 9 người 10 ý mà. Anh em nào thích làm sao thì cũng được. Ok ha. Đây nè, cái đường hàng mà mới nãy mà mình hàng nè, mình kéo nè, 5 que liên tục ha. Đó. Sáng bóng ok ha. Tính ra là đâu nãy giờ mình hàng đâu cỡ 9 que luôn á. Đó, 4 que trước với lại 5 que liên tục đây, 9 que luôn, số 9 số đẹp luôn ha. Đó. Khá là đẹp ha. Thì mình sẽ để tiêu đề số 9 đi cho nó đẹp. Rồi ok. Thì nói chung là anh em có xài hàng gia đình đó thì mình nên mua cái này mình xài, nó cũng ok nè. Đó, có bảo hành 12 tháng công ty nữa, bởi vì cũng an tâm. Rồi anh em có nhu cầu thì mua thêm cái nón hàng như mình nè, xài nó rất là ok luôn. Lúc mà chưa có cái nón hàng của mình đó, mình hàng rất là làm biến luôn. Đó, từ khi có cái này á, mình xài nó đã lắm. Nó là cái, hồi trước mình cũng tính mình mua cái kiến hàng nữa. Cái kiến hàng thì nó cũng giống như cái này vậy nè. Nó cũng xài hoạt động như là cái này thôi, nhưng mà nó không có che được cái mặt. Thì mình cũng bị lột da hết lần rồi, mình cũng sợ rồi. Bởi vậy xài luôn cái nguyên một cái nón hàng nè, nó ok hơn. Mình bảo vệ cái mặt mình nó không bị lột da luôn, khỏi cần đeo khẩu trang gì hết trơn á. Cứ chụp cái nón đội lên là hàng thôi, cũng ok. Rồi mình sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả đó. Thì anh em có nhu cầu thì mình lên trên đó mình tham khảo. Đó, thì nhấn mạnh với anh em là mình là không có bán nha. Mình là chỉ là mua về mình thấy ok, loại nào mình review lại cho anh em coi chơi thôi à. Chứ mình không có bán sản phẩm. Bởi vì nhiều khi anh em gửi số điện thoại gì đó rồi kêu mình bán thì mình đâu có hẹn đâu bán. Mua về mình xài có cái của mình xài không à. Bây giờ anh em thông cảm nha. Đó. Rồi ok. Cảm ơn anh em đã xem video ha. Chúc anh em một ngày vui vẻ nha. Nếu mà thấy có hữu ích thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình nha. Rồi anh em nào chưa đăng ký kênh thì có gì mình nhấn vô cái phần đăng ký subscribe đó. Đăng ký kênh để khi nào có video mới thì anh em mình cùng giao lưu nha. Rồi bye bye anh em. Chúc anh em một ngày vui vẻ nha. Bye bye.